Nằm trong chuỗi các hoạt động trong chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản năm 2022 của Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Phường 11 và Phường 12 thành phố Vũng Tàu tổ chức tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại chương trình Xuân Biên phòng Ấm Lòng Dân Bản năm 2022, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Tàu đã tặng 30 suất quà Tết, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho các gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường 11 và phường 12, thành phố Vũng Tàu. Kinh phí tặng quà do các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh tài trợ. Ngoài ra, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bà Rịa Vũng Tàu còn trao 2 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được đơn vị nhận đỡ đầu trong chương trình Nâng Bước Em Tới Trường. Đây là những hoạt động ý nghĩa nhằm chung tay góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho người dân đón Tết đầm ấm, đồng thời thắt chặt hơn nữa tình cảm quân dân tại địa bàn biên giới biển, đảo.